Xin chào các bạn ha. Thì trong cái video, hai video trước thì mình đã nói về cái lý thuyết về timer rồi. Thì bây giờ để làm sao cho timer nó chạy được thì cuối cùng mình lại phải quay về ha, cái cách giao tiếp với cái ngoại vi ha, lại quay về câu chuyện là gì? Muốn giao tiếp với ngoại vi của vi điều khiển thì mình phải xác định được các cái thanh ghi đặc biệt liên quan tới cái ngoại vi đó, và mình chỉ cần tác động tới những cái thanh ghi đặc biệt đó là xong. Còn lại thì cái bộ controller của timer nó sẽ tự động nó chạy ha. Nó sẽ lấy những cái thông tin trong cái thanh ghi đặc biệt của mình nó chạy. Và nó phản hồi data lại cho mình, rồi vi điều khiển mình chỉ cần đọc thông tin từ những cái thanh ghi của cái thanh ghi đặc biệt tương ứng với ngoại vi đó là xong ha. Thì đó là cái cách thức giao tiếp với ngoại vi rất là đơn giản ha. Ok, thì đối với những cái thanh ghi liên quan tới timer thì thứ nhất mình sẽ có thanh ghi tmod ha. Tmod là nhìn là thấy cái tên nó là để cấu hình những cái chế độ hoạt động cho timer rồi, đúng không? Rồi thì timer 0, timer 1 giống nhau nha. Ở đây thì cái hình này nó có cả của timer 0 và timer 1. Thì ở đây mình sẽ nhìn những cái chỗ nào liên quan tới timer 0 thôi. Thì mình sẽ quan tâm đến bốn cái bit này, từ bit 0 cho tới bit 3 ha. Thì ở đây mình sẽ nhìn vô cái 01 đi là mình thấy liền ở chỗ này chính là chọn cái chế độ hoạt động cho timer 0 nè. Thì các bạn sẽ thấy nó như hồi xưa mình video trước mình có nói rồi đó. Timer 0 nó có bốn cái chế độ hoạt động bạn. Nhưng mà ở đây mình chỉ học cái hai cái chế độ thôi, đó là chế độ đếm 8 bit auto reload. Đó là mod mod 2 nè. Mod 2 nè, 8 bit nè, auto reload nè, đó. Thì các bạn set cho hai cái bit này là mang giá trị là 10 thì nó sẽ chạy chế độ là đếm lên 8 bit auto reload ha. Đó, kết quả để tốc độ gì, cái giá trị đếm nằm trong TL và cái giá trị reload nó sẽ nằm trong cái thanh ghi TH đó. Ok chưa? Chú thích số 2 nằm đây. Rồi. Còn cái chế độ 16 bit đây là cái mod 1 ha. Mình sẽ dùng cái mod này là chế độ đếm 16 bit timer counter. Ok chưa? Rồi. Còn cái chế độ 0 với chế độ 3 thì mình sẽ dùng trong tình huống khác nha. Ví dụ chế độ 3 này là dùng TL mà không có auto reload nè. Thì mỗi lần mà nếu đếm tràn các bạn phải tự reload, nhưng mà cũng chỉ có 8 bit thôi, đúng không? Vậy sao mình không xài mod 2 ngon hơn? Mod 2 nó có auto reload ngon hơn. Mod 3 là mình vẫn 8 bit nhưng mình phải tự nạp lại giống thằng 16 bit ha. Nên vì vậy mình dùng mod 2. Còn cái mod 0 này nó dạng bộ đếm dạng 13 bit luôn bạn ha. Rescaler nó giảm cái tốc độ đếm thì nó sẽ chuyển thành cái dạng đếm 16 bit gì đó ha, 13 bit ha, nên mình không có quan tâm, mình chỉ quan tâm cái mod mình xài là mod 2 hoặc là mod 1. Mod 2 là 8 bit auto reload và mod 1 là đếm lên 16 bit và không có auto reload, bạn phải tự nạp lại khi mà mỗi lần timer đếm tràn. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo có hai cái bit này các bạn để ý nè. Đối với cái bit CT này các bạn gán cho mình nó bằng 0 nha, cái bit số 2 nè của cái thanh ghi T mod nè, các bạn cho nó bằng 0 giùm mình. Thì nó sẽ chạy ở chế độ là chế độ timer nha. Còn cái nếu mà nó bằng 1 á thì nó sẽ chạy ở chế độ là counter. À, clear nè, clear tức là bằng 0 nè, thì nó sẽ chạy ở chế độ là timer. Đó. À, nó đọc nó dựa trên cái tốc độ của thạch anh á, của tần số hệ thống á, là cái bằng tần số thạch anh chia cho 12 đó. Đó. Còn nếu như mà mình set lên bằng 1 á thì nó sẽ chạy ở chế độ là counter. Thì counter này thực ra nó cũng giống như timer thôi, nhưng mà cái nguồn xung của nó sẽ lấy từ cái chân bên ngoài, từ cái chân T0. À, cái này mình sẽ nói sau nha. Cái chân T0 là gì? Thì các bạn nhìn đó, các bạn nhìn đây ha, cái chân T0 đây, đó chính là cái nguồn xung mình sẽ lấy từ cái chân T0 nè, của cho timer 0 mình đưa vô đây. À, đó là chế độ timer, nó vẫn là bộ đếm lên thôi, nhưng mà cái nguồn xung sẽ lấy từ cái chân T0 này đưa vô đây. À, còn timer 1 thì counter 1 thì sẽ lấy cái nguồn xung từ T1 đếm vô đây. À, nói chung là mình cũng không tính chiếu đâu, nhưng mà mình muốn giải thích cho các bạn hiểu vậy. Giải thích nhiều thì mình mệt nhiều. Ừ. Gì đó. Còn bạn muốn nghe hay không thì tùy ha, không sao. Ok, còn cái bit tiếp theo là bit gate. Bit gate này á, thì nó là cái bit gate là cái cổng các bạn. Nó gọi là bit điều khiển cái cổng, tức là cái cổng điều khiển á, là cho phép cái timer mình bắt đầu đếm khi nào ha. Thì nếu như mình để cái bit gate này bằng 0 á, clear là bằng 0 nè, thì mình sẽ cho timer đếm bằng cách là mình chỉ cần set cái bit TR0 nè, timer run nè, timer không run nè, mình set lên 1 là timer bắt đầu đếm. Còn nếu mà mình để cái bit gate này lên 1 á thì đồng nghĩa là mình sẽ cho cái TR0 này lên 1 rồi, và mình phải kích cái chân interrupt 0 này nè, cái chân của cái ngắt nút nhấn INT0 á, là chân 3.2 á, lên kéo lên mức cao thì khi đó timer nó mới chạy được ha. Thì tuy nhiên đối với cái gate này các bạn clear mình về không giùm mình luôn đi. Đừng đừng có quan tâm cái cách mà cái cách này là mình sẽ dùng một cái tín hiệu từ bên ngoài vô để mình điều khiển timer nó chạy khi nào á, thì mình không quan tâm nha. Mình sẽ quan tâm là mình sẽ điều khiển từ bên trong vi điều khiển thôi.
tức là mình sẽ cái gate này mình sẽ cho bằng không luôn nha, bằng không luôn. Thì khi nào mình cho cái bit TR0 này lên 1, set là lên 1 thì timer bắt đầu chạy nha. Muốn timer chạy thì phải set cái bit TR0 lên 1 nha, thì timer nó mới chạy nha. Thì chốt lại gate này các bạn cho mình bằng không đi nha. Còn khi nào bạn nào đam mê á, thì view khiển các bạn nên set bằng 1 và bạn đọc cái thông tin này các bạn làm thử đi ha. Rồi còn mình thì mình không đam mê các bạn, mình gà lắm nên mình chỉ cách đơn giản nhất thôi, cứ set cái gate này clear bằng không gì mình không thì mình gà thiệt á, chứ không phải nói gì đâu. Ừ. Rồi cái clear này về không ha. Còn cái chế độ timer counter thì các bạn clear về không giùm mình luôn để mình chạy chế độ timer thôi, còn counter thì các bạn tự nghiên cứu thêm với mình nha. Ừ, cố gắng nghiên cứu thêm đi. Rồi ok, thì đó là 4 bit này cho cái timer không, còn 4 bit này cho timer 1 thì y chang ha, y chang đó các bạn. Cấu hình mấy mấy cái bit cao này, cái chức năng y chang. Rồi đó là nói về cái thanh ghi chọn chế độ cho timer chạy ha. Rồi tiếp theo là cái thanh ghi cho phép ngắt timer ha, nó là thanh ghi IE. Cái này bên nút nhấn mình đã nói cái thanh ghi IE rồi ha, nhưng mà mình sẽ nói những cái bit khác. Bây giờ mình sẽ nói bit khác thì vẫn sẽ có cái bit số 7 này là enable all interrupt ha, tức là ngắt toàn cục á. Thì muốn cho ngắt một cái ngoại vi cụ thể sẽ thực thi á, thì mình phải cho ngắt toàn cục này nó chạy đã, thì các bạn cho lên bằng một nha, bằng một với mình nếu các bạn muốn ngắt nó hoạt động. Sau đó các bạn cho cái ngắt cụ thể của ngoại vi nào đó các bạn muốn hoạt động nữa, thì phải có hai cái ngắt ha. Ví dụ như là muốn timer không chạy thì phải bật cái ngắt toàn cục lên và sau đó bật cái ngắt của timer không lên, đó set lên một, thì khi đó timer không nó bắt đầu nó mới chạy và chương trình mình nó mới nhảy vào cái hàm hàm xử lý ngắt của timer không được nha. Ok ha. Rồi đó thì phải bật hai ngắt này, cái này là cho timer không, còn muốn cho timer một chạy thì bật cái timer một cái này ET1 và EE lên ha. Ok rồi, đó là về cái thanh ghi cho phép ngắt xảy ra, cho phép chương trình nhảy vào cái hàm ngắt á. Rồi tiếp theo là thanh ghi tcon timer config ha. Ok mình không biết phải chữ config không nữa hay là control á, control ở đúng rồi, chắc control có điều khiển thì đúng hơn. Rồi thì thanh thanh ghi này nó chứa cái gì, nó chứa cái gì? Thanh ghi này mình quan tâm tới bốn cái bit này thôi, 4 5 6 7 thôi. Thì hai cái bit 6 7 là của timer 1 nha, mình nói cái timer không thôi thì nó là bit 4 5. Đó, thì ở đây nó có cái gì? Bit số 4 này là chính là cái bit TR nè, TR0 nè, tức là timer không run nè, control bit tức là bit điều khiển cho timer không bắt đầu chạy. Thì các bạn muốn timer không chạy á, bạn cho bit này lên bằng gì? Bằng một các bạn ha, thì timer bắt đầu nó chạy. Còn nếu bạn muốn timer nó dừng lại thì mình xóa cái bit này về gì? Clear nó là về không ha, thì timer nó dừng. Ok chưa? Còn đối với cái cờ đây, cái bit này chính là cái TF, là cờ tràn á, cờ báo tràn nè. Thì hồi nãy trong quá trình phân tích lý thuyết mình nói rồi đó, mặc định cái cờ TF này sẽ bằng gì? Bằng không các bạn ha. Cái cờ TF này nó sẽ bật lên bằng một và nó xóa về bằng không bởi hạt que luôn, bởi phần cứng luôn, mình chẳng cần làm gì hết. Tuy nhiên là mình cũng phải phải hiểu ha, phải hiểu, tại vì thật ra nếu timer các bạn dùng theo một cái cách khác á, thì các bạn phải sử dụng cái cờ TF này và cái cách khác đó thì trong cái tài liệu này mình có viết nha. Còn hiện tại mình chỉ các bạn cái cách là enable cái interrupt lên, thì khi có ngắt xảy ra chương trình nó sẽ tự động nhảy vào cái hàm ngắt thôi. Còn thực ra nó có một cái cách khác các bạn, đây có một cái cách khác là mình không dùng interrupt luôn, mình vẫn dùng được timer luôn, thì khi đó mình sẽ cần phải dựa vào cái cờ báo tràn, cờ TF nè. Thì khi đó mình sẽ dựa cái cờ này để mình phát hiện được khi nào là timer đếm tràn, thì khi đó chương trình mình nó sẽ không nhảy vào hàm ngắt luôn nha. Đó, nhưng mà mình dựa cái cờ nó vẫn lên một các bạn. Thì cái này các bạn tự đọc nha, các bạn tự đọc tự nghiên cứu. Còn mình thì mình chỉ chạy dạy các bạn về cái một cách thôi, tại vì dạy nhiều quá mình không đủ khả năng các bạn, mình dạy ít ít thôi. Ok thì cái này thì cái cách là dùng interrupt ha, lâu lâu nó chơi chút gì vui các bạn ha. Ok đó, dùng interrupt nè, thì mình không cần quan tâm tới cái cờ này. Tuy nhiên mình cũng sẽ nói với bạn hình dung thôi. Đó, cái code đây, chỉ code thì mình sẽ chỉ các bạn viết trong video sau, mình sẽ vừa viết mình vừa giải thích cho các bạn hiểu hơn. Đó, tốn thời gian hơn nhưng mà sẽ giúp các bạn clear hơn. Rồi ok ha, thì cái cờ này mặc định bằng không thì khi nào mà nó sẽ được set lên một bởi phần cứng khi mà timer nó đếm tràn, overflow nó đếm tràn. Đó, khi mà cái thanh ghi timer không nó overflow ha, đó là cái thanh ghi nó đếm tràn đó. Ok ha. Rồi ok rồi, hết rồi các bạn, hết rồi đó. Thì tóm lại là chỉ có ba cái thanh ghi liên quan đến timer thôi. Thanh ghi tcon này thì nó sẽ có cái bit cho timer bắt đầu chạy và cái bit cờ, được chưa? Thanh ghi IE là cho phép interrupt xảy ra để cái chương trình chính mình nó dừng lại và nhảy vào cái chương trình ngắt khi khi mà timer đếm tràn. Thanh ghi tmod thì là để cấu hình cái chế độ hoạt động, lựa chọn cái mod hoạt động, chế độ đếm, và
hai thằng này cho bằng không luôn, coi như là chạy chế độ timer và timer sẽ bắt đầu chạy dựa trên cái bit TR. Tóm lại hai thằng này các bạn cứ cho bằng không đi, nếu các bạn không hiểu các bạn cứ cho bằng không giúp mình là xong. Còn cái mod thì các bạn phải chọn ha, thì các bạn muốn chạy cái chế độ 8 bit hay là chế độ 16 bit thì đó là tùy các bạn. Ok ha, 8 bit là 8 bit auto reload nha, còn 16 bit là các bạn phải tự reload ha. Rồi ok, thì mình kết thúc cái video giới thiệu về các cái thanh ghi cho timer ở đây ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển hóa những cái kiến thức này thành thành code ha, để giao tiếp với cái ngoại vi timer. Timer nó gọi là ngoại vi ha, dù là bản chất là nó nằm bên trong vi điều khiển nha các bạn. Dù bản chất nó nằm bên trong vi điều khiển nha, nhưng nó vẫn là gọi là ngoại vi nha. Đó, timer này nó nằm bên trong vi điều khiển không à, nhưng nó vẫn gọi là ngoại vi, tại vì CPU là bộ xử lý trung tâm. Đây là bộ nhớ chứa chương trình, bộ nhớ chứa dữ liệu. Thì những cái thằng này nó được gọi là ngoại vi hết ha. Rồi. Ok, thì các ngoại vi này sẽ giao tiếp với CPU với các cái bộ nhớ thông qua cái đường system bus bus hệ thống ha. Ok, rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.